Hello mọi người, mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Thì các bạn ơi, hôm nay là bữa cơm thứ hai khi cha mẹ mình đến Mỹ. Hồi chiều Phương Thí có đi chợ, mình có mua một số rau củ về mình nấu một bữa cơm hoàn chỉnh để gia đình cùng ăn cơm với nhau nha. Bây giờ Phương Thí sẽ quay lại hết cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem hôm nay gia đình của Phương Thí ăn cơm với gì nha. Hôm nay mình ăn cơm có lương, canh chua lương đó các bạn, lương này là lương đồng nè, thịt bò xào rau củ và thịt xào mặn. Bây giờ Phương Thí mời cả nhà mình cùng ăn cơm với gia đình của Phương Thí nha. Cảm ơn nha. Cơm này con nấu thêm nồi cơm chấm nữa rồi cho ông ngoại. Thế ra ăn không nhiều lắm. Sao được 5 chén ra? Không đâu, giờ ăn cái này chắc có 4 chén. 4 chén này đựng xương rồi, đựng bé xương lương này còn bới nữa luôn, để đông đá ăn nhiều quá. Đúng rồi đó, còn lâu quá. Chị mẹ thấy còn mấy con gì? Con lập. Để có xả nữa thì chả mua xả, về mẹ sạch xả ớt. Nhà có xả không nữa? Có xả, mà xả nó bằng thẳng luôn. Ừ, đặt trong keo rồi. Vừa ăn xả sẽ ớt. Mấy cái này á, cái gì lực đó, mình ăn nó nóng. Có bò chưa? Qua đây là bữa nào cũng có thịt bò đó, ăn nhưng mà cho nó rồi, xong. Bằng một ngán. Là gì phải không? Ông nói ăn, chừng nào ngán ông về đó. Cần một à. Chịu không nổi mà ăn thì chịu mỏi ngắn con bao ra luôn. Cho thích thịt bò xào với cái gì, rau củ gì, hay là cho thích giống như xào khổ qua hay xào nấm, cái gì cũng được, luôn đổi món ăn cho nó ngon. Có nó cho coi giống như cần Việt Nam cần nước rồi, làm xào nó mới ngon, cần thơm với nước rồi. Sao bạn mà có cái gì đó sinh sủng á, cái mày thích rồi, mày qua thích rồi đó. Nhâm được không? Cho con ăn ngon không? Ngon hay là trung bình? Hả? Giờ nó phá ăn chua không? Nó hiểu không? Ngon không? Mày hỏi có ngon không? Ngon hay là không ngon á? Ngon. Nói ta thấy Mỹ Điền là Việt Nam mà. Cho thằng đeo bịch lầm nó hơi khó ăn ha? Đeo bịch lầm như ở đây quen nè. Nó ăn đồ Mỹ nhiều. Ăn hamburger rồi. Nói chung ăn đâu với cái khẩu vị nó quen đó. Mấy ghệ gắt vô, bữa nay vô cái này chưa? Chửi ông sụm. Chửi ông sụm chứ. Bỏ nó đi. Mời gặp tìm. Đặng nó hâm he, nó đang quạo vô nhà cửa, nó hâm he. Không đuổi hả? Không đuổi luôn. Đặng nó đang quạo ngoài kia, cái nhà nó không xây gì đó. Bây giờ nó muốn rút ra cho lại, nó không muốn xây nữa. Thằng kia đồ lấy nó mười mấy ngàn vậy không? Đúng rồi. Ông sẽ muốn đang ông đã người ta thi công rồi, ông sẽ rút rồi. Nó chưa thôi, nó không thi công. Bây giờ hỏi giấy phép bằng hồng luôn, không lấy giấy phép nó nữa. Cuối năm này nó mới lấy giấy phép cắt nhà có đã không? Mà trong cái hồ sơ ký nằm ký đó, không có đâu, nó chỉ vào hồ sơ thôi. Hỏi chứ mày xin giấy phép thành phố chưa? Ngay cuối năm này tao mới xin. Nằm cái gì tao phải đợi thêm 1 năm là 2 năm tao mới có căn nhà đó. Nó nào? Nó hứa với mình 6 tháng hơn 9 tháng là xong hết trơn. Nếu vậy mình xong luôn đó là nhà cọc quá. Tại do hợp đồng mình ký á. Nó giả hợp đồng ra nó để dưới đó luôn rồi sợ. Mình đâu sợ. Coi nó chừng nào mà cái lấy cái city ra rồi á, mình dưới năm á mình mới nó mới chịu mình mới thừa kiện nó được. Còn giờ cái city nó chưa lấy mình không làm nó được. Nó làm hợp đồng nó khôn. Được không? Thật còn không thôi đúng không? Giờ hợp đồng vậy luôn. Hả? Ăn được à? Được. Cho bạn. Là ở đây sống được. Cho mình bảo mẹ ăn người bị. Mà bóc mới gửi đồ mẹ, đã bóc phòng mới gửi thịt bò cho bạn. Ăn được không? Được, không được, mắc gì? Mắc không hỏi gì? Cái này là ổng bới hai chén là nhiều rồi đó, mỗi lần mang con chén màu bữa nay cơm ngon rồi đó. Còn ngon mà bới chén màu. Hồi nãy tao kêu mày tính á, tao tính cho mày mặn một con xong tự nhiên làm hai con. Ăn con rồi bữa kể nó còn tươi nè, ăn đi để cho đông đá sẵn hết. Không. Giờ ăn con ăn. Cảm ơn bữa chở lại. Con quá. Làm sao ăn liền kể lâu quá không ngon hết chứ. Cô thấy cái mồi giờ con thấy cha nói đúng rồi đó, về chỉ có lột ra rồi nấu thôi chứ để cho mẹ luộc cái đó là lại cũng không ăn được đâu nè. Cái cua qua đây nó cua quá. Em biết nó không thích gạch thì mua cua y á, là cua y gạch nó thịt nó ngon hơn con cua gạch. Con cua gạch mẹ mày thích gạch á, mày ăn cua gạch chứ còn cua gạch nè mày ăn thịt nó đâu có ngon bằng cái con cua kia đâu. Ta sẽ bút xì à, đúng không? Tôi định xương luôn đó.
biết quả xương nữa chứ. Không? Hai không? Hai cho bịch nhiều. Vậy đó vài bữa nào mà vài bữa ra ngoài đây, đây bển ngoài đem lương ngoài đấy không? Nó bịch dở quá vậy trời. Ăn liền gì thì nó đỡ tanh à. Còn lúc mà không rồi. Ăn qua cũng hơi chút. Mày chiên rồi mày phải nấu cho phải có mỡ tỏi. Ừ. Nó được cái mùi hào hứng quá ta tanh. Ăn chung ngon không? Chứ mấy con cá mà thôi, đi thì nó không dậy, không để lâu cũng dễ tâm. Thì cúc lương đấy ha. Dạ. Thôi táo thôi, biết táo thôi. Ở bên Việt Nam biết cái gì nãy biết rồi, táo thì dạ biết rồi. Dạ, it means like a kilogram. Của bà ngoại ta dắt về sang táo lắm. Ông ngoại say something is like half of the kilogram. Just how it is. Ví dụ như cái táo nó có bao nhiêu nè, mà cái dạ nó có hai cái này lận. Hai cái này nè. Ví dụ như cái con dạ với bà ngoại, cái ông ngoại chọc con không phải dạ mà là táo là hai cái này bự hơn. Hả? Táo nhỏ hơn, táo nhỏ hơn. Ngon nữa, ngon nữa. Ta còn nhỏ mà trời, nó 12 tuổi hả? Quả lửa gấp nữa ăn đi. Lương á. Mẹ uống nước lạnh hay là nước không lạnh? Thôi nước lạnh, nước không lạnh đi. Nước không lạnh, cho nước lạnh hay là không lạnh? Tao lấy cho tao còn chai nước vào này nè. Chai nước được lạnh không? Ừ, lạnh nó để. Nước lạnh. Nhà con uống nước gì không? Không có ca. Ăn đường nữa không? Kêu mẹ lên lại. Cái mẹ một tuần lương lại. Hay là mày hâm con chua lại cho nó ăn. Không ăn đâu. Cái mọi đó là chỉ có lột ra bây giờ nấu cái gì đó. Nấu bánh canh. Hôm nay mẹ nấu cái gì đó, cái súp cua mẹ. Nấu súp cua á. Thế giờ nấu cái súp cua rồi trứng cút, nhà tôi có trứng cút. Mẹ chắc đó. Có khô mực không? Không có khô mực, có tôm khô. Tôm khô, mua không mẹ đem qua. Trông con phải bận mẹ hả? Thịt gà, ớt gà, con ăn kia nó mua còn đó. Chicken wrap gì đó. Được. Nó mua không nó làm cho thấy ngon. Cái thịt con gà mà có thịt dày nên cắt ra. Nó đáng nói vậy chứ, ăn miếng lấy cây dạp chưa? Bỏi mấy cái nước chỉ bỏi lặng thanh. Cái cán thì cái thịt nó mềm, nó lấy cây đập đập cho cái thịt nó mềm, nó biết lăn bỏ cái chiên. Thôi ép không? Ăn nó bị phay sành nó làm. Rồi, ăn vô rồi. Chị đành ướm mặt cho kỹ nè, mẹ thấy con nổi mụn nhiều nè, cái nổi một con bự nè. Con không có lấy nè. Don't use your finger, you scratch your face. Cái finger con chứa a lot of germ. Ok. Nhìn. Nó mới con về bữa nay là con không cho con bầm mắt thàm nữa rồi cái. 11 giờ rưỡi là đi ngủ cho tôi. Chứ làm bây giờ nó bầm mắt thàm. Có bữa kia anh bắt nó mà anh chưa dịch mặt nó mà sao. 3 giờ sáng vậy em, anh nghe cực cực ở ngoài cái chỗ cái dàn internet nè mà nó nói là nó muốn nó mê quá. Rồi bữa qua giờ chưa. One day mà để đi ăn cast nó mà anh không muốn dạch chằng lắm. Nó nói là nó ra nó rửa cái chén, mà nó nói cái rửa cái chén. Rửa cái chén mà thấy nó ra cầm cái dĩa nó đưa anh. Và anh nghe cục tịch đâu chỗ cái chuyện internet đó. That wasn't me. Tụi lâu cũng nói giỡn được chơi mà. Ha. No, không có khi đã đói ăn đêm không mẹ là nó cho chị trước 12 giờ chơi game và thức khuya xong rồi cầm ra rửa là chứ có thể là đói tối chơi hay sao ăn nhá. Cái chai sữa rửa mặt của con còn chẳng không con rửa thiệt sạch nha thì nó dốc cho nó mình cho tới 11 giờ chơi game quốc tăng tới 1 giờ cái án á gì ôm nữa ôm nó quại cho nó ăn mấy dạng như là ăn thịt cái nắp đây cho dù cái chất béo và giảm đem này dẹp trong một trong trọng. Thật đó, nó tạm... Chiều nay 20g gì nó đang ngắt vậy? Chiều nay mới mua cái 20g cho nó với mùi kiệm đó. Đào cơ chứ còn mà ăn chất béo rồi nó phát triển. Chứ thôi, thôi mùi dầu quá trời mới ăn được nó cay á. Quen, mình không quen, lúc mới qua con không quen. Cái 20g bánh... Anh này vô còn ghé ăn đi, ăn cho nó đi. Ngon quá trời. Ngon không? Ngon đi.
Mày ăn hai chiếc cơm mà chỉ có thưởng chén mộng à. Con ăn chén mộng, vợ cũng bị chén mộng xong đó. Chén mộng là dọn ra xong, cơm thôi, rồi xong rồi đó. Hai chồng con cơm là khỏi dọn ngồi, chuyện đến mỗi chén rồi không ăn. Để rồi ăn trên bàn, đứa ăn chén cơm ngồi xong. Bữa nào hứng muốn làm thêm chén nữa, mới ăn thôi. Chút sẽ dán lên anh, nó nhíu gió nó nhít rồi nữa, anh sao? Đi hoài luôn á. Trúng gió đó. Không ăn cơm với bùa kẹn. Nó sẽ ít. Nó vậy nhầm khi ấy à, nguyên một ngày cha mẹ thấy nó luôn đó, nó trong phòng á. Thì nó lúc nào nó đi ra, nhầm khi tới tối nó ra thì tụi con đi ngủ hết tiêu rồi. Lùn phòng kiểu như nó chơi game chơi, chơi quá game, không la nó cũng không được chơi nó chơi quan hệ bạn bè cũng trên điện thoại trên máy tính không chơi nhiều quá cũng không tốt. Nhiều lắm, con tưởng nó giống như ở nhà chơi vậy không có bạn. Mà bữa hổm cái bữa mà mở cái tiệc để cho tụi nó tốt nghiệp đó, nó mời bạn, cái bạn nó nhiều lắm, có chục đứa hơn á. Nhưng mà mời trời cả chặng này cũng bạn không? Mà tại vì không thấy nó đi ra ngoài chơi nè, mà bạn nó cứ là đứng mặt hiền không à. Nó cũng mừng. Dạ bạn nói trên quê hệ qua qua đi học qua trường học á, học cùng trường luôn. Vậy nó thấy nó hiền mà làm gì có bạn dữ. Nó hiền khô à. Nó chơi với bạn học không cha. Ờ. Lớp 12 này 12 không nha, không có học hành mình. Rồi chơi đợt vô rồi cũng quen lắm, nghèo vô xong rồi bắt đầu làm quen với bạn của này luôn. Xã giao luôn, bạn của ông Thiên Thanh gì nó chơi láng chân á. Với vợ bữa đó nó ăn coi đi nhìn nó không ra. Bà nào chụp hình tao giờ mất cái đâu biết cái định đâu. Có cái bạn có ai kia mà. Được chưa? Ờ, cái này ăn buổi chiều nữa, thí ơi, mình nấu nhiều quá. Ăn hết rồi, cái gạo lát con chỉ mẹ ngày mai ở nhà mẹ ăn mẹ nấu. Nấu ít thôi. Cái bồng chai cũng nấu ít rồi. Như ăn là chết ăn đâu nhiều như ăn kia đâu. Sao vậy? Ờ, cái này cái mì chăm. Ăn thì gạo cơm nó ngon lắm, nhưng ăn nó đâu có giống như cái bên kia được. Tại sao không được? Thì ăn ví dụ như cái nó có dừa đó, nó dừa rồi. Hồi nãy sao không đủ nấu thêm nồi cơm chấm nữa kìa. Trời ơi. Tại bữa không? Tại bữa không? Ăn bữa chiều thì nãy ăn cơm chiều phải không? Bữa nay cơm chiều nè. Trong cái tối ra là phải ăn. Tối rồi kìa, sao mau vậy? 9 giờ đó. Đó, trời này là trời 9 giờ tối đó. Chừng nào tối giờ đói thì đi ra lục quân lên. Buổi tối là phải phải thường á là phải cỡ 4 giờ, 3 giờ, 4 giờ sáng á là nó sốc ruột. Lúc mà con mấy giờ gì ngang qua là làm gì tới giờ đó là sốc ruột. Cái này là phần kia ngắn là dở là rất hoài. Bữa nay mua thai cái này. Ở trong buồn mẹ cũng gì đó, vậy đó, quay qua lại cái miếng lát là bập quay rồi, rất là bập. Cơm ngon chưa? Cơm ngon không? Ngon. Ăn rồi thì chóng được. Quả. Mẹ cơm ngon, sao mẹ cơm có thịt vậy? Ngon, ăn thịt ngon đó. Sao nãy nó thịt bò mới ăn không? Ăn miếng đầu cái miếng sau làm nó kỳ. Có mùi thịt bò hả? Ừ. Nó hay đấy, cứ ăn thịt bò gá mồi thịt heo đó, nó mới nghe cái mẹ. Rồi vậy là xong cái bữa cơm chiều ngày hôm nay của gia đình của Phương Thí á các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xem video của Phương Thí nha. À, mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Bây giờ Phương Thí xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp nha. Bye bye.